Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ với bạn hai cái cách khắc phục cái tình trạng rất khó chịu trên máy cắt cầm tay. Cái thứ nhất đó là mình sẽ cắm nguồn vào các bạn xem nha. Đây, cắm nguồn vào. Rồi. Khi mình bật công tắc các bạn thì cái máy này nó khởi động rất là nhanh và có xu hướng vặt cái tay thế này. Thì khi mà tay người nào yếu á, có khả năng nó sẽ bị vụt ra gây nguy hiểm nha. Đây. Đấy thôi. Nó giật rất là mạnh luôn. Nếu như tay mà yếu sẽ bị tuột máy ra và cái lưỡi này này nó gây nguy hiểm rất là kinh khủng nha. Đây. Đấy, ghê gớm không? Rồi. Đó là cái thứ nhất nhá. Và cái thứ hai còn nguy hiểm hơn, tức là khi mình để mình tháo cái lưỡi ra đi cho nó an toàn nha. Cái thứ hai đó là khi mình đang sử dụng các bạn mà bị cúp điện rồi mình quên rút nguồn ra, hoặc là sau khi sử dụng mình chỉ rút phích mà quên bật tắt công tắc, thì nếu như cắm nguồn lại nó sẽ bị giặc rất là mạnh. Đây, mình sẽ bật công tắc lên này. Mình cắm lên đây trước đi. Đây. Đấy. Cắm lên nha. Rồi mình rút này. Đó, mình rút nguồn nha. Thì trường hợp đây là đang sử dụng và bị cúp điện, sau đó có điện lại nha. Đây. Thấy chưa? Nó giặc rất là mạnh, rất nguy hiểm nha. Đây. Cầm lại nha. Đấy các bạn. Đó. Thì đây là hai trường hợp rất hay gặp khi sử dụng máy cắt cầm tay các bạn. Thì cái trường hợp mà quên tắt công tắc nó cũng phổ biến, và khi đang sử dụng cúp điện mà quên tắt công tắc cũng phổ biến luôn các bạn. Cho nên để khắc phục nó thì các bạn sẽ xem đây nhá. Đây các bạn xem nhá, mình cắm nguồn vào này và mình chỉ cần cầm một tay thôi, mình bật công tắc này. Đó, máy nó chạy lên từ từ ha. Chạy lên từ từ, rất là an toàn luôn, không có vạc mạnh như kia này nha. Đây. Đó, nó chạy lên từ từ nha. Rồi, mình để cái máy này luôn. Mình rút điện ra. Tức là đang sử dụng này mà quên tắt công tắc thì mình cắm điện lại, tức là có điện lại các bạn. Máy nó không chạy ha, nó rất an toàn. Khi mà mình tắt công tắc và bật lên lại các bạn thì nó mới chạy thôi. Đó. Thấy chưa? Khá là hay luôn. Đây. Không hề chạy. Cực kỳ an toàn nha. Đây là máy cắt cầm tay của Hukan và công suất nó lên tới 900W. Khối lượng của nó là nặng 2kg các bạn. 2kg. Nó có những cái tính năng rất hay, đó là khởi động mềm và chống tự khởi động, tức là như mình chia sẻ lúc này các bạn. Đó, một cái máy này khá là rẻ luôn, chỉ có hơn 500.000 thôi các bạn. Đây, 900W nhá. Đây là giấy bảo hành này. Thêm một cái tay cầm để mình giữ đây ha. Bên trong này có thêm cái đồ mở lưỡi và một cái cặp than để mình thay thế nhá. Đó, cặp than thay thế. Về hai cái máy cắt này thì đây là chiếc máy cắt Makita 9553NB, thì nó là một cái huyền thoại rồi. Sử dụng cái máy này cực kỳ bền luôn, nhưng mà giá nó khoảng tầm 1.150.000. Đó. Còn đây là máy cắt của hãng Hukan, nó khoảng hơn 500.000 thôi các bạn. Và nó có những cái tính năng mới như mình mới chia sẻ với bạn, thì mình mới đặt về để chia sẻ với bạn cùng tham khảo nha. Dây nguồn của cái thằng Hukan này á thì nó đang dài hơn cái thằng Makita khoảng tầm 450 phân. Khoảng 450 phân. Đấy. Rồi, các bạn muốn mua cái máy Hukan này thì bấm vào link phần bình luận và mô tả để đặt hàng trên TikTok nha các bạn. Chào các bạn nha.